Xin chào mọi người đang xem trên kênh Tiền TV Cuộc Sống Hàn Quốc Korea có tiền mọi người ha. Mọi người hiện tại là Tiền đang chuẩn bị đi hái một cái cây ở Việt Nam mình gọi là mận Hà Nội á, đang cầm gỗ nè. Và bây giờ thì mời mọi người theo chân Tiền hái mận ha, ở trước cổng chuồng bò mọi người đây nè, để Tiền đi hái. Và bây giờ thì mời mọi người theo Tiền hái nha. Đây để Tiền quay cho mọi người xem ha. Đây ở phía trong đó là chuồng bò, và ở phía trước này nè, phía trước này nhà Tiền có trồng mấy cây mận, bây giờ thì nó ra trái, hôm nay nó chín rồi, bây giờ thì Tiền sẽ đi hái. Ồ, cây mận này hôm nay năm nay không có trái luôn rồi mọi người. Đây cây này cũng không có luôn. Đây qua bên đây nè, đó mọi người thấy gì chưa, quá đã mọi người ơi. Đó đây nè, đó. Quá nhiều trái luôn nè. Dạ, bây giờ Tiền sẽ đi qua phía bên cây bên đó nữa ha. Nè để Tiền quay cho mọi người xem bên đó, đây nữa nè, đó mọi người xem nè, đã chưa, nhiều trái hay chưa. Phía bên đó một cây nữa, đây là tổng cộng là có 3 cây nha mọi người. Đây trái là chín đó. Rồi và bây giờ thì Tiền mời mọi người theo Tiền hái mận Hà Nội nhé. Đây Tiền sẽ lựa mấy cái trái nào đen nhất Tiền hái. Quá đã luôn, đây là cái chùm này Tiền quay cho mọi người xem. À, mấy trái này còn sống mà nó chua lắm, mình không có hái Tiền sẽ không hái đâu. Tiền sẽ lựa mấy cái trái đen nhất hái ha. À, mấy cái trái này nó cũng chưa có chín được mấy nữa. Đây giống như cái này đó, đen đen gì nè, thì Tiền sẽ lựa mấy cái trái có màu đen gì để hái ha. Cái đợt này có mấy cái trái này nó hơi đen nè mọi người nè. Tiền sẽ lựa mấy cái trái là nó có cái màu đen như vậy Tiền hái ha. Còn mấy cái trái mà nó còn xanh còn hơn trắng á, nó chua lắm. Đây quá tràn ở bên đây luôn mọi người nè, mọi người xem mà toàn là trái chưa chín không hả. Tiền sẽ tìm những cái trái nào mà chín mọng Tiền hái ha. Ôi cái mặn nhện. Đây Tiền thấy có trái này nè, trái này nó đen nhất nè, mấy trái này là nó chua lắm nè, này. Như đen như trái này là được nè. Mấy trái này nè, chứ mà nó hơi đỏ quá ăn nổi đâu, chua lắm. Cái vị nó chua thì nó chua Tiền thấy là chắc nó cũng tương đương với cái trái tầm dột á, nó chua như vậy đó mọi người, rất là chua luôn. Những cái trái xanh đó nha, còn những cái trái chín đó thì nó ngọt, thì nó lại rất là ngọt. Cái đây là Tiền nói thiệt chứ không phải nói giỡn mọi người, nó chín thì nó rất là chua, nhưng mà nó sống nó lộn, nó sống thì nó rất là chua, nhưng mà nó chín thì nó sẽ rất là ngọt. Cái trái này sao nó bị gì ta, bị hư bị gì rồi, thôi mình chắc mình bỏ cái này ha. Wow, như là mọi người xem nè, quá đẹp luôn nè, nè. Wow, xem nè, quá trời đẹp luôn, quá đã luôn mọi người ơi, mặn quá nhiều trái luôn nè, say sê luôn. Đây Tiền sẽ lấy mấy cái trái nào mình nó chín đậm ha, cái trái nào mà chín đen Tiền sẽ hái. Nó còn nó phân nửa màu đen, nhưng mà phân nửa bên đây nó còn màu xanh, nhưng thì nó cũng sẽ chua nha mọi người. Cho nên là Tiền sẽ lựa mấy cái trái nào nó đen thù lùi hết, tròn hết nguyên trái vậy nè, Tiền hái. Mình đi lựa. Đây. Trái này cũng còn đen nè. Trái đó cũng còn xanh. Đây, trái này cũng vậy. Thì hái chắc cũng không được mấy trái mọi người. Đây. Chừng đi quăng nãy giờ thì được có nhiêu đây ha. Đây thấy có trái này đen đây nè, nè. Wow, trái này đen
được cây này hái nè. Quá đã mọi người xem nè. Đã mắt ghê luôn. Đây nè. Trên đó nữa kìa. Đây nè. Này ta có trái này đen nè. Đó, thì hái nè. Màu đẹp ghê không? Tiền hái về lát nữa tiền sẽ chấm muối ăn ha. Mình sẽ chấm muối ăn. Đây, mình đi qua bên cây phía bên đây. Tổng cộng thì nhà của mình trồng được 3 cây. Đây, trái này to này. Tìm xem. Nó to nhưng mà nó còn đỏ nè. Đỏ thì nó sẽ chua. Đây, trái này đen không? Cũng còn đỏ nữa mọi người. Mình sẽ lựa mấy trái nào đen nhất tiền hái ha. Đây, trái này thấy đen đen nè. Đó. Gây gần cho mọi người xem. Đó. Nó đen như vậy nè. Đó. Cái màu như vậy đó. Mình mới ăn được. Trời ơi. Hái mà chảy nước miếng mọi người ơi. Nãy giờ nuốt nước miếng quá. Đây này là cái ba trái nè. Ba trái đùm này nó đen nè. Đó. Thì sẽ hái ba trái này ha. Đó. Hồi trái này chắc nó còn đỏ nè, chờ lại đi. Đây. Đây trái này nữa nè. Trái này bị nó bị sâu ăn lúc còn nhỏ hay gì nè mọi người. Trái này. Nè, trái này đen nữa nè, đen hết luôn trái luôn nè. Đó. Thấy chưa? Trái này nè, đó. Quá đã luôn rồi mọi người xem. Rất là nhiều luôn ha. Nãy giờ hái thì được có như đây nè mọi người. Đó. Đây còn quá trời ơi phía sau mọi người xem nè. Như một cây phía sau nè. Nó xanh xanh trái luôn. Bây giờ thì thôi bây giờ thì tiền lựa được có nhiều trái đen là bây giờ tiền sẽ đi rửa. Mình sẽ đi vào cho phía bên trong chuồng bò đó. Mình đi rửa mình chấm muối ăn ha mọi người. Ô, ở đây còn có một trái nữa nè. Đây còn có một trái nữa nè. Đây nè. Tiền sẽ lựa mấy cái trái này ha. Đó. Ở đây còn nữa là mọi người quá đã. Đây nè. Mình sẽ để gỗ xuống. Tính đi rửa rồi nè. Mà quay quanh đây thấy mấy cái đùm này có mấy trái này quá đen nè. Nè. Đó. Cái màu như vậy là nó mới ngọt nè. Tiền quay cho mọi người xem nha. Đó. Nó đen thiệt là đen như vậy nó mới ngọt nha mọi người. Tại cái loại mặn này nó như vậy đó. Nó sống thì nó sẽ rất là chua. Nhưng mà khi chín rồi thì nó sẽ rất là ngọt ấy. Đó. Phía bên trong này. Trái này. Rồi. Rồi bây giờ thì Tiền sẽ đi rửa mặn Hà Nội ha. Mình đi rửa rồi mình sẽ đi ăn. Vào phía trong chuồng bò phía bên đó nó có cái vòi nước á. Tiền sẽ đi vào bên đó Tiền rửa nha. Nè. Mình đi vào chuồng bò. Vòng vòng ở cái khu vực mình nuôi bò nè. Có rất là nhiều quả nó lại nó ăn thức ăn của mấy con bò. Đây nè. Mọi người xem. Quả nó bay kìa. Đấy, nhiều khi mọi người xem video của Tiền thì mọi người nghe thấy có tiếng quả thì Tiền nói cho mọi người khỏi phải thắc mắc ha. Đó, quả rất là nhiều, quả nó kêu ó é. Đây. Về tới chuồng bò rồi. Giờ thì mình sẽ rửa. Có cái vòi nước là mình sẽ rửa mấy trái này. Bây giờ Tiền sẽ mở nước ra ha. Tiền sẽ mở cái vòi nước ra. Mình rửa mấy cái trái này nè. Cái loại mặn này thường thì cái trái nó sẽ có những cái phấn trắng trắng như vậy nè. Nhưng mà Tiền thấy có nhiều người á, người ta nói ăn cũng được luôn, nhưng mà Tiền rửa thì ăn mình mới mạnh miệng mọi người. Mình rửa cho nó sạch sẽ ăn mới mạnh miệng, chứ mà phấn trắng giống như thấy nó ghê thì sao ấy. Rửa đi. Rửa hết.
Rồi nãy giờ thì rửa nó sạch phẳng đây nè mọi người, thấy chưa? Đây. Đó. Cái màu này nhìn thấy thèm luôn á, chảy nước miếng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ăn, mình sẽ chấm muối, muối ớt á mọi người, muối tôm ớt á. Rồi mọi người ơi, nãy giờ thì tiền rửa mấy cái mặn đây nè, bây giờ thì tiền sẽ mình sẽ để muối ra mình chấm ăn ha, mình ra tại cái gốc mặn rồi mình ăn cho nó hấp dẫn mọi người ơi nè. Để tiền đựng vào cái dĩ này cho nó đẹp mắt một chút xíu á. Quá chèn, chưa ăn mà chảy nước miếng nườm nượp luôn nè. Muối tiền sẽ ăn với muối tôm á mọi người, mình sẽ chấm miếng muối tôm ăn cho nó tắt mọn xíu ha. Muối tôm rồi mà mọi người ăn với tiền ha, mặn Hà Nội vừa hái ăn tại gốc luôn mọi người. Mình chấm miếng muối. Muối cà rình nó giòn, rất là giòn luôn, nhưng mà chua, vẫn còn chua mọi người à. Ý là tiền đợi những cái trái mà chín đỏ đen nhưng mà nó cũng vẫn còn chua ha, chua. Chua nhưng mà cũng có vị chua chua ngọt ngọt, ngon. Mấy trái này nè, mấy trái màu xanh này là ăn vô là tê tái tâm hồn. Tự nhiên á, trên trời nó có chiếc trực thăng nó chạy ngang, hơi ồn mọi người. Gió bài quá, gió quá chàng gió. Trái này đen nè, để tiền ăn thử cái trái đen này xem sao ha. Trái này nó đen ngọt nè, chín nhiều hơn trái lúc nãy vừa ăn nè, bởi vì nó hơi ngọt lắm mà. Ngọt ngon, ngon. Quá lạ. Ăn cục muối. Mọi người ơi, thì bây giờ thì tiền xin kết thúc video tại đây ha. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.